Một người có trái tim thuần khiết và tâm hồn trong sạch. Những dấu hiệu rất rõ ràng. Khi bạn nhìn vào mắt của một người có trái tim thuần khiết, bạn có thể nhìn thấy vẻ đẹp bên trong của họ. Bạn có thể biết ai đó có trái tim trong sáng hay không bằng cách lắng nghe những điều của Canh chia sẻ sau đây. Có một trái tim thuần khiết là một trong những phẩm chất tốt nhất mà bạn có thể có với tư cách là một cá nhân bất kể bạn là ai hay bạn đã trải qua những gì trong cuộc sống của mình bản thân việc có trái tim thuần khiết thực sự là một đặc điểm đáng kinh ngạc đây là một trong những phẩm chất và đặc điểm rất khó học cần phải có một trí tuệ tinh thần và cảm xúc đặc biệt để trở nên thuần khiết đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải có được điều này tâm hồn trong sạch đòi hỏi phải có một trái tim không bị chia cắt Đối với con người thật của bạn, một trái tim thuần khiết, không có sự lừa dối, sự minh bạch và mong muốn không ngừng mang lại ánh sáng và tình yêu cho người khác, đánh dấu một trái tim thuần khiết. Vì tấm lòng đã được thanh tẩy, nên một người có tấm lòng trong sạch sẽ không gặp khó khăn với sự cay đắng, giận dữ hay ác ý với người khác. Nếu trái tim của bạn không trong sạch, bạn sẽ khó buông bỏ được sự cay đắng hay hận thù đối với người khác đặc biệt là những người đã làm hại bạn một số người có thể cảm thấy bực bội với những người khác trong hơn một thập kỷ sự tức giận và cay đắng sẽ không có chỗ trong cuộc sống của bạn nếu bạn có một trái tim thuần khiết ý định và mong muốn của bạn là trong sáng và không do bản ngã điều khiển vì luôn duy trì rung động cao này bạn sẽ thu hút mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống của mình và sau đây là những dấu hiệu rất rõ ràng cho thấy rằng bạn có một trái tim thuần khiết và một tâm hồn trong sạch điều thứ nhất bạn quan tâm đến người khác quan tâm đến người khác là dấu hiệu của một trái tim trong sạch bạn có một trái tim thuần khiết nếu bạn hết lòng giúp đỡ mọi người chỉ vì bạn quan tâm đến hạnh phúc của họ điều thứ hai bạn vì tha có một trái tim thuần khiết đòi hỏi sự vì tha chúng ta có bản năng ưu tiên nhu cầu và mong muốn của mình hơn của người khác biểu hiện quan trọng nhất của tấm lòng bạn là tấm lòng vì tha và đặt nhu cầu của người khác lên trên nhu cầu của bản thân bạn điều thứ ba bạn là một người biết lắng nghe lắng nghe nhiều hơn nói là một tài năng tuyệt vời vì nó thể hiện sự đồng cảm đó là một trong những bằng chứng hữu hình cho thấy rằng bạn có khả năng lắng nghe những gì người khác nói Điều thứ tư, bạn hào phóng với thời gian và năng lượng của mình. Nếu bạn sẵn sàng cho người khác thời gian và sự quan tâm của mình mà không mong nhận lại bất cứ điều gì thì đây là một trong những dấu hiệu của một trái tim thuần khiết. Điều thứ năm, bạn suy nghĩ trước khi nói. Hành động mạnh hơn lời nói, nhưng thực tế là lời nói có thể khá gây tổn thương. Biết được lời nói của bạn có thể ảnh hưởng đến người khác đến mức nào là một trong những dấu hiệu của một tấm lòng trong sạch. Bạn không nói bất cứ điều gì nảy ra trong đầu một cách vội vàng hoặc không hợp lý, mà bạn cân nhắc cẩn thận trước khi nói. Điều thứ sáu, bạn làm những điều đúng đắn. Làm điều đúng thường là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy rằng bạn có một trái tim trong sáng. Bạn kiên định với lý tưởng, niềm tin của mình bất kể tình huống nào. Điều thứ bảy, bạn có ý định trong sạch. Động cơ của bạn không bao giờ là danh vọng, tiền bạc hay quyền lực, mà là một ước muốn chân chính để phục vụ người khác. Bạn không giúp mọi người khiến bản thân cảm thấy tốt hơn hoặc xuất hiện tốt hơn trong mắt người khác. Bạn đang làm điều đó vì lòng tốt thực sự. Điều thứ 8, bạn không phán xét. Một trong những dấu hiệu của một trái tim thuần khiết là nếu bạn không ngay lập tức hình thành ý kiến về ai đó khi bạn gặp họ, bạn sẽ không hình thành bất kỳ giả định nào về họ ngay từ lần gặp đầu tiên với họ, cho đến khi bạn thiết lập được mối liên hệ. Điều thứ 9, bạn sử dụng lời nói của mình để nuôi dưỡng. Những lời bạn nói đều rất hữu ích, tử tế và khích lệ người khác. Ngay cả khi ai đó tức giận với bạn và đã kích bạn, bạn chỉ đáp lại bằng sự tử tế. Điều thứ 10, bạn rất dễ gần và hay giúp đỡ mọi người Điều thứ 11. Bạn thật thà. Sự trung thực là một trong những dấu hiệu của một trái tim thuần khiết. Bạn thẳng thắn và trung thực với sự thật. Điều thứ 12. Bạn không muốn thao túng. Sự trung thực đã và sẽ luôn là dấu hiệu cho thấy ai đó có trái tim nhân hậu và trong sáng. Mặt khác sự không trung thực sẽ dẫn đến một loại các đặc điểm không mong muốn. Nhưng nếu có tấm lòng trong sạch, bạn không muốn thao túng ai đó bằng cách nói dối hoặc đánh lạc hướng họ khỏi sự thật điều thứ mười ba bạn là người cởi mở bạn không giới hạn bản thân mình ở một khía cạnh của câu chuyện mà thay vào đó bạn cho phép bản thân mình nhìn nhận quan điểm của người khác điều thứ mười bốn bạn là một người đồng cảm là một người có trái tim thuần khiết bạn cũng có sự đồng cảm vì vậy điều này đến với bạn một cách tự nhiên điều thứ mười lăm bạn không mang mối hận thù khi bạn có một trái tim thuần khiết bạn sẽ nhanh chóng tha thứ bạn không mang trong mình mối hận thù vì bạn biết rằng làm như vậy chẳng khác nào từ uống thuốc độc cho tâm hồn mình điều thứ mười sáu bạn có một trái tim biết ơn một trong những dấu hiệu khác của một trái tim thuần khiết là bạn rất biết ơn ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất. Như ai đó nhớ đến ngày sinh nhật của bạn, bạn cũng vô cùng trân trọng họ. Điều thứ 17. Bạn luôn có tâm trạng tốt. Khi bạn luôn ở trong một tâm trạng dễ chịu, bạn có một trái tim thuần khiết. Điều này không có nghĩa là bạn không bao giờ cáo kỉnh, thất vọng hay buồn bã. Bạn vẫn là con người. Đơn giản là bạn chỉ biết cách quản lý cảm xúc của mình. Điều thứ 18. Bạn chọn nhìn thấy những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Nếu bạn có một trái tim thuần khiết, bạn luôn nhìn vào mặt tươi sáng của mọi thứ. Ngay cả khi mọi thứ đầy thách thức, bạn vẫn cố gắng giữ tinh thần lạc quan vì bạn biết rằng than vãn sẽ chỉ làm giảm rung động của bạn. Điều thứ 19, bạn kiên cường. Bạn có sức mạnh nội tâm để vượt qua mọi trở ngại. Bạn quản lý mọi thứ với sự duyên dáng và kiên cường điều thứ hai mươi bạn không đã kích mọi người khi bạn có một trái tim thuần khiết bạn sẽ không đã kích hay tìm kiếm điều gì đó hay ai đó để đổ lỗi ngay lập tức điều thứ hai mươi bạn hiểu rằng mọi thứ xảy ra đều có lý do vì vậy bạn cố gắng học hỏi từ sai lầm của mình bạn sẽ không chống lại bất kỳ tình huống nào mặc dù lúc đầu nó có vẻ tiêu cực điều thứ hai mươi hai Mọi người muốn ở gần bạn Khi bạn có mục đích tốt nhất Bạn có một trái tim thuần khiết Mọi người luôn muốn ở gần bạn Điều thứ hai mươi ba Bạn thắp sáng một căn phòng Ngay cả khi nhìn từ xa Bạn vẫn toát ra loại năng lượng Có thể nâng đỡ và truyền cảm hứng cho người khác Năng lượng của bạn nói thai cho bạn Trước cả khi bạn thốt ra một lời Điều thứ hai mươi bốn Bạn không chịu đựng những kịch tính không cần thiết Mọi người bị thu hút bởi sự lạc quan, lòng biết ơn và sự thông minh của bạn. Điều này cũng có nghĩa là tránh kịch tính và tiêu cực không cần thiết cho cuộc sống của bạn. Điều thứ 25. Bạn dám tin tưởng. Khi bạn đã từng bị tổn thương nặng nề trước đây, niềm tin không dễ dàng đến. Và điều làm nên sự khác biệt của một người có trái tim trong sáng là bất chấp kinh nghiệm trước đó, bạn vẫn có niềm tin và tin tưởng người khác bất kể quân bài được trao cho họ là gì, những người có trái tim thuần khiết sẽ có can đảm để tin tưởng nhiều lần trong suốt cuộc đời của họ. Điều thứ 26. Bạn đối xử bình đẳng với mọi người. Những người có trái tim thuần khiết đối xử bình đẳng với mọi người, có tấm lòng trong sạch cho thấy bạn sẽ không chỉ trích ai đó dựa trên chủng tộc, địa vị, lịch sử, văn hóa, nghề nghiệp hoặc kinh nghiệm của họ điều thứ hai mươi bảy bạn thúc đẩy hòa bình và hòa hợp cách bạn giải quyết bất đồng và tranh luận sẽ tiết lộ bạn có một trái tim thuần khiết hay không thúc đẩy hòa bình và hòa hợp thay vì bạo lực và hận thù là một trong những dấu hiệu của một trái tim trong sạch điều thứ hai mươi tám bạn thật khiêm tốn bạn tự tin về bản thân mình và về những gì bạn có thể đóng góp nhưng bạn cũng làm điều này mà không có chút kiêu ngạo nào Điều thứ 29. Bạn có thể tìm thấy niềm vui trong những điều đơn giản nhất. Đó là lý do tại sao trái tim bạn rất thuần khiết. Ngay cả những điều bình thường cũng có thể dễ dàng khiến bạn bật cười. Điều thứ 30. Bạn yêu bản thân mình. Tình yêu thương là nét đặc trưng làm nền tảng cho một trái tim thuần khiết. Bạn không thể có một trái tim thuần khiết cho đến khi bạn yêu chính mình và những người khác. Điều thứ 31. Bạn không cố gắng áp đặt quan điểm của mình lên người khác, mà là tôn trọng quan điểm của mọi người. Điều thứ 32, bạn hiểu nỗi đau của mọi người. Thật không đơn giản để cảm nhận được nỗi đau và sự đau khổ của người khác. Vì vậy, nếu bạn có thể, bạn có một trái tim thuần khiết. Điều thứ 33, bạn chịu trách nhiệm. Một trong những đặc điểm của tấm lòng trong sạch là khả năng nhận trách nhiệm về hành vi của mình kể cả lỗi lầm và việc làm sai trái. Điều thứ 34, bạn có những ham muốn trong sáng. Một người có trái tim thuần khiết, có những ham muốn thuần khiết. Họ không theo đuổi của cải vật chất, mà thay vào đó, họ thể hiện những điều mà trái tim họ thực sự đam mê. Điều thứ 35, bạn không thích bạo lực. Bạn không ngần ngại lên tiếng cho những gì mà bạn tin tưởng. Nhưng bạn làm như vậy một cách bình tĩnh, để tránh căng thẳng hoặc bạo lực thông qua chủ đề của video lần này quốc anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả chúng ta nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo theo số điện thoại quốc anh chia sẻ bên dưới mỗi video quốc anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại